Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ đang là 12:30 trưa. Ngày hôm nay á, mình có cơ hội được tham dự một cái chương trình có tên là Ai Là Số 1. Bây giờ mọi người đang chuẩn bị, mình đã make up xong và đã thay đồ. Bây giờ ở ngoài họ đang shoot cái intro cho cái game show này. Và sau đó thì mình cùng với lại mọi người, bốn nhân vật còn lại trong chương trình ngày hôm nay, sẽ cùng nhau lên sân khấu và bắt đầu cái vai trò của mọi người. Hy vọng các bạn sẽ enjoy cái phần còn lại của video ngày hôm nay nha. Nói chung là mọi người, và đặc biệt là chia sẻ những cái trải nghiệm đó đến lại tất cả mọi người.